Thưa quý vị, vụ cháy nhà trọ xảy ra mới đây tại Trung Kính đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Người dân đều vô cùng đau lòng trước những nạn nhân xấu số, đặc biệt là những người trẻ tuổi với bao ước mơ còn đang dang dở. Trong số đó có cặp vợ chồng mới cưới thiệt mạng khiến mọi người không khỏi bàng hoàng xót xa. Trong số những nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy kinh hoàng có anh VVD, sinh năm 1998, trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương và vợ là chị NTTH, sinh năm 2001, quê xã Máo Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, anh Đê và chị Hát vừa mới kết hôn hôm 11 tháng 3. Người vợ đang mang thai tháng thứ ba. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Đê lên Hà Nội làm việc và thuê trọ ở ngõ 43 phố Trung Kính. Gia cảnh nạn nhân rất khó khăn. Bố anh Đê làm nông nghiệp, còn mẹ đi làm công nhân thời vụ tại công ty môi trường Hải Dương. Giữa anh Đê còn có một em gái đang học đại học bố mẹ anh Đê đang chăm sóc nuôi dưỡng chị gái bị khuyết tật nặng. Trong chiều 24 tháng 4, vợ chồng anh Đê được đưa về quê an táng. Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ và các hội, đoàn thể huyện, xã Quang Khải đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đê. Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình ông Đê là bố của anh số tiền 19 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã Quang Khải hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cũng hỗ trợ động viên gia đình. Trước đó khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà tại số 1, ngách 43 trên 98 trên 31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bốc cháy. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tum, bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở, khoảng 55m2, được bố trí để xe máy xe đạp điện, các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong, 6 người bị thương. Ngay sau vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chỉ đạo công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm các sai phạm. Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ 50 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Quý vị thân mến, vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, dạng sáng ngày 13 tháng 9 đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân, đặc biệt là những người sống trong các khu trung cư mini ở thủ đô. Đến nay, khi những con số đã được thống kê cụ thể về những mất mát đau thương xảy ra đến với hàng trăm gia đình, thì câu chuyện trách nhiệm lại là điều được rất quan tâm. Càng đau xót trước thảm cảnh, những người làm truyền thông, báo chí lại càng thêm đau đáu về trách nhiệm đóng góp tiếng nói trong việc cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại những trung cư mini hiện nay. Cái ngày đại tang 12 đến 13 tháng 9 năm 2023 không chỉ cướp đi sinh mệnh của 56 người xấu số mà còn làm thay đổi vĩnh viễn, viễn cuộc đời của hàng trăm con người, hàng trăm gia đình liên quan đến hỏa hoạn thảm khốc ở chung cư mini Khương Hạ, Hà Nội. Chưa từng có trận cháy nào làm thiệt mạng nhiều người đến vậy. Giữa thời bình mà chừng ấy mạng người ra đi chỉ trong một đêm. Khủng khiếp và đau đớn quá, nỗi đau thấu trời xanh. Những tiếng thét kinh hoàng, những cuộc gọi cầu cứu trong vô vọng và cửa tử đến với họ trong tích tắc, trong biển lửa bỏng rát. Bỏng rát nỗi đau và bỏng rát tâm can con người. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ai có lương tri sẽ lặng đi, tìm thất lại. Đã có người cúi đầu quỳ xuống, hai tay giơ lên trời, trách cứ, đấng siêu nhiên, sao nỡ để cho thảm kịch kinh hoàng ấy giáng xuống đầu bao gia đình. Bao nhiêu người vô tội, lành hiền, chất phác, bao nhiêu cháu nhỏ thơ ngây, hồn nhiên, giống như con cháu chúng ta được bao bọc, chở che, yêu thương ngày ngày, bỗng chốc chìm trong lửa khói mà chưa kịp sợ hãi, chưa kịp hiểu chuyện ma quỷ kinh thiên đồng địa gì đang xảy ra. Và chắc đa số những con người bạc mệnh, xấu số vô cùng ấy là người thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Có gia đình 8 người ở hai căn chung cư, người thân chỉ mới tìm thấy bé gái sinh năm 2019 xấu số. Cậu thanh niên 20 tuổi, cao to, đẹp trai, theo lời người bố, gọi điện cho bố trong tuyệt vọng khi lửa bao vây quanh mình. Ông bố từ Phú Thọ tức tốc về Hà Nội, chỉ nhìn thấy con mình được đưa ra ngoài trong sám đen khói bụi. Trong không khí tăng tóc bao trùm, bà Hát, quê huyện Thanh Ngoai, Hà Nội, mẹ nạn nhân D, 25 tuổi, tử vong sau vụ cháy gào khóc tím tái tìm con khắp các bệnh viện. Con ơi là con, 10 giờ đêm qua, con điện thoại bảo, con vừa học xong mẹ ơi, con học đến bao giờ con ơi. Mẹ đi khắp các bệnh viện tìm mà không thấy con. Đau lòng quá con ơi. Con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi. Từ nay không còn con trên đời này nữa rồi. Sau thảm họa, người ta mới yêu cầu tổng giả soát công tác phòng cháy chữa cháy ở các chung cư mini tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đến lúc này, người ta mới yêu cầu điều tra tận gốc khẩu cấp phép xây dựng chung cư mini bị cháy các địa phương khác cũng lập tức chỉ đạo. Quá muộn rồi, 56 người vô tội đã thiệt mạng. Ai cấp phép xây cái gọi là trung cư mini? Ai kiểm soát được khâu an toàn, phòng cháy chữa cháy ở những khu nhà đó? Riêng cái trung cư mini tai họa này được cấp phép xây 6 tầng, nhưng chủ nhà xây hẳn 9 tầng. Bất cứ ai từng xây nhà ở đô thị đều biết rằng, chỉ cần mang vài viên gạch, bao xi măng, bao cát hay chút vật liệu xây dựng để xây, sửa nhà thì lập tức cán bộ phường biết và có mặt. Trong khi đó, cả cái trung cư vi phạm chiều cao đến 3 tầng tồn tại trong nhiều năm mà họ tuyệt nhiên không biết. Sự vô cảm, tắc trách với tính mạng con người ở đây là điều không thể chối cãi. Chắc hẳn bất cứ ai từng đi thuê nhà cũng dễ dàng bắt gặp những tòa gọi là chung cư mini nằm sâu hun hút trong những con ngõ chật hẹp, đến mức hai xe máy không tránh nhau nổi. Trên các chung cư mini, dây điện răng khắp lối bếp gas bay khắp hành lang, xe máy lẫn với xe điện la liệt dưới tầng hầm. Cháy nổ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc đó, cư dân chung cư chạy đâu cho thoát biển lửa. Chúng tôi, những người làm báo, thấy rõ trách nhiệm của mình trong thảm họa kinh hoàng chưa từng có này. Chúng tôi đã không lên tiếng mạnh mẽ, quyết liệt đến cùng để góp phần gióng lên tiếng chuông cảnh báo cho thấy nguy cơ cháy nổ cao đến tột độ ở những nơi gọi là chung cư mini. Giờ đây, dùng mình là cảm giác của nhiều người. Mỗi khi nghĩ đến những tòa nhà khen đặc của chủ đầu tư được mệnh danh đại gia xây nhà cho người thu nhập thấp ở Hà Nội, với những căn hộ xây bằng cát thiếu xi măng, tường đứt toác, vứt chác loang lổ, bóng chóc khắp nơi. Nhiều tòa nhà trong số này đã bị phạt nặng, bị cảnh báo vì không đảm bảo an toàn cháy nổ. Nếu hỏa hoạn xảy ra ở những tòa nhà đó, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào? Liệu thảm hóa kinh hoàng ở Khương Hạ có khiến cơ quan chức năng sự tỉnh, kiểm soát ngặt nghèo, sửa chữa những quẻ quạt ở các khu chung cư của đại gia này. Đám hoang tàn mà trận cháy để lại không chỉ có tòa nhà nhuộm màu đen tăng tóc, mà còn là những gia đình không bao giờ còn có thể toàn vẹn, những vết sẹo bỏng không bao giờ mất đi, những tổn thương thân thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn, những trái tim vỡ nát không bao giờ lành và những cuộc đời không bao giờ trở lại như cũ nữa để có thể vượt qua nỗi đau cùng vô vàn khó khăn để những vết thương thể xác và tâm hồn có thể liền sẹo họ cần trải qua những đợt điều trị thương tích có thể kéo dài và những đợt trị liệu tâm lý chắc chắn kéo dài khi vết thương trên cơ thể đã lành có thể họ sẽ còn phải điều trị phục hồi chức năng trong nhiều tháng thậm chí nhiều năm có thể sẽ mất khả năng lao động và chịu những di chứng trọn đời họ sẽ phải tiếp tục vật lộn để đối phó với sự tàn phá của ký ức kinh hoàng. Nỗi sợ không gì diễn tả được khi bị hơi thở của thần chết phả vào mặt, bản thân trước khi ngất đi đã phải chứng kiến người bên cạnh, vợ, chồng, con, người yêu, bạn bè, hàng xóm, từ giã cõi đời trong ngoài nước. Thân nhân những người đã khuất cũng sẽ phải vật lộn để thoát khỏi nửa mảnh có thể hủy diệt họ khi nhớ về cuộc gọi cuối cùng của con mình trước lúc ngã xuống vì lửa khói. Bồ ơi cháy rồi, con bị ngã rồi. Hay về những giờ chạy khắp các bệnh viện tìm người nhà, xếp hàng trước nhà đại thể chờ nhận diện người thân. Ngoài ra, những đứa trẻ bị ngọn lửa ác nghiệt biến thành cô nhi cần được cứu mang, thu xếp cuộc sống để có thể bình yên trưởng thành. Những cụ già phải chịu cảnh lá xanh rụng xuống, cần vượt qua cú sốc để có thể chấp nhận biến cố này cũng như cần được yên tâm về số phận những đứa cháu mồ côi tất cả những thứ đó đòi hỏi nghị lực lớn lao của bản thân họ và rất nhiều yêu thương thấu cảm sự sẻ chia cả về tinh thần lẫn vật chất của cộng đồng nói một cách rõ ràng và thực tế hơn bên cạnh những lời động viên chúng ta cần hỗ trợ về tài chính để giúp họ cân bằng cuộc sống sớm nhất có thể theo thông tin có được cho đến nay Thành phố Hà Nội sẽ trả toàn bộ kinh phí chữa trị cho người bị nạn và hỗ trợ 37 triệu đồng trên một người thiệt mạng, 12,4 triệu đồng trên một người bị thương. Đối với các nạn nhân là trẻ em, Quỹ bảo trợ Trẻ em Thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng một trẻ thiệt mạng và 10 triệu đồng một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Quá trình hồi phục của các nạn nhân không chỉ có chi phí điều trị thương tích. Vì thế, cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng vì sự giúp đỡ dành cho họ cần được tiếp tục trong một thời gian rất dài sau hỏa hoạn ngọn lửa gây thảm họa ở trung cư mini khương hạ đã được dập tắt nền đất chứng kiến nỗi đau tăng tốc này đang nguội đi nhưng chúng ta đừng để nguội trái tim biết thấu cảm và san sẻ đừng để tắt ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái Nối tiếp tinh thần lá lành đùm lá rách, từ chiều ngày 13 tháng 9, hàng chục người dân sinh sống ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tự nguyện lập các điểm hỗ trợ nhà trọ, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu miễn phí cho các gia đình nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini. Chiều tối ngày 13 tháng 9, ở các tuyến phố, nhà văn hóa xung quanh hiện trường vụ cháy trung cư mini tại ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Rất nhiều người dân đã tổ chức trao đến tay các gia đình gặp nạn những đồ dùng thiết yếu. Nhiều người dân sinh sống ở phường Khương Đình đã chờ, trao phát miễn phí rất nhiều thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, chăn màn, sách vở, giúp đỡ những gia đình nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini. Đa số các đồ dùng này đều do những hộ dân trên địa bàn quyên góp, kêu ủng hộ. Tại nhà văn hóa, khu dân cư số 8, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chiều ngày 13 tháng 9, có rất nhiều hộ dân trong vụ cháy trung cư mini đã đến nhận. Các đơn vị như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đoàn thể của phường cũng đã trao tặng vật phẩm cho những gia đình trong vụ cháy cần đến. Dọn dẹp, sắp xếp lại một căn phòng trên tầng 3 của ngôi nhà. Ông NVT sinh sống tại nhà số 5B, ngách 68, ngõ 29, phố Cương Hạ, cũng đã sẵn sàng đón một gia đình trong vụ cháy trung cư mini vào ở tạm. Theo ông NVT, Gia đình trong vụ cháy chỉ có hai vợ chồng và một con nhỏ sinh sống căn chung cư mini tầng 2 vừa cháy đêm qua. Ông NVT chia sẻ, đây là hoạt động tự nguyện, mỗi người dân ở phường Khương Đình ngay sau vụ cháy, ai có gì thì giúp đỡ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy vượt qua khó khăn. Mỗi nhà giúp một chút, có nhà cho vài thùng mì, rồi ai có chăn màn, sách vở thì cho. Đóng góp hoặc cũng có nhiều gia đình như tôi sẵn sàng cho mượn tạm phòng những thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại